sống thương yêu hòa bình. Về đây chung sống thương yêu hòa bình. Kính thưa quý bạn đạo, từ ngày 2 tháng 8 năm 1991 đến ngày 31 tháng 8 năm 2006, Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Vĩ Kiên đã bỏ rất nhiều công sức để tự tay viết ra một bé tám bao gồm những câu hỏi, đáp và kệ của Đức Thầy với mục đích giúp bạn đạo giải tỏa tâm bệnh, phát triển tâm linh trên tinh thần thương yêu và xây dựng, giúp bạn đạo hiểu rõ hơn chính bản thân mình và hiểu thâm sâu hơn ý nghĩa của đạo pháp. Một bé tám đã được các thiền đường, thiền viện, trung tâm, trụ sở vô vi khắp năm châu sử dụng làm đề tài trao đổi tu học hàng tuần. Với ước mong gìn giữ và phổ biến một bé tám mà Đức Thầy đã khổ công viết ra đêm đêm trong suốt thời gian hơn 15 năm dài, với lòng chân thành tu học và ý nguyện đóng góp cho đạo pháp được duy trì bền vững, chúng tôi thành tâm đọc và phát hành một bé tám trên mạng YouTube để bạn đạo có thể nghe, theo dõi và cảm nhận được sự đóng góp lớn lao của Đức Thầy như bộ kinh sống để lại cho vô vi nói riêng và cho nhân loại nói chung. Xin thành tâm kính mời bạn đạo cùng theo dõi. Một bé tám năm 1993. Ngày 1 tháng 1 năm 1993. Hỏi: hôm nay bé lại phải đi giảng cho công cộng Hồng Kông, bé có lo mệt không? Đáp: thưa bé rất vui sẽ được nói chuyện với nhiều người, để có cơ hội trao pháp lành cho nhiều người kế tiếp, vì pháp tu hiện tại của bé đang hành rất văn minh và không có ỷ lại. Mọi người nhận được pháp này sẽ được độc lập tiến hóa từ tâm lẫn thân, không còn mê tín dị đoan, khỏi hoang uổng trong một kiếp làm người. Kệ: sống vui trong cảnh xác người tươi, học hỏi triền miên thức lại cười. Giả tạm hành trình duyên tự thức, dở hay động loạn ý tâm người. Ngày 2 tháng 1 năm 1993. Hỏi: ba đêm làm việc nhiều, ít ngủ, bé có mệt không? Đáp: thưa có cơ hội làm việc nhiều, bé lại được khỏe thêm chứ không thấy mệt. Làm việc cho mọi người được bình an là việc hữu ích cho chung, bé không bao giờ chán nản. Tâm sẵn sàng phục vụ thì cộng đồng bạn đạo sẽ được tốt. Kệ: thương yêu tha thứ chuyển nhiều bề, kết thúc trần tâm tự hướng quê. Phật giới thanh tịnh cùng ý thức, trì tâm thanh tịnh thấu muôn bề. Ngày 3 tháng 1 năm 1993. Hỏi: một con người cố gắng tu đắc đạo trở thành một vị Bồ Tát thanh nhẹ sẽ làm việc gì nơi cõi thanh nhẹ và mặt đất? Đáp: thưa, phải trụ nơi thanh nhẹ và ban chiếu từ quang cho mặt đất, hóa hóa sanh sanh không ngừng nghỉ, chuyển sự phát triển của vạn linh trong định luật sanh trụ hoại diệt và hồi sinh. Từ quan thanh nhẹ giúp đỡ chúng sanh không ngừng nghỉ mới xứng với năng lượng đạt đạo của một vị Bồ Tát. Cho nên thế gian vẫn lưu hình ảnh sống động, người kế tiếp
chưa hiểu nghiêm luật của trời đất tức là đạo, thì bày ra đủ trò cúng bái và tưởng niệm, chiêm ngưỡng để giúp đỡ một phần ước mơ của tâm linh. Kệ: Quy nguyên học hỏi suốt hành trình, trụ hóa thân hình pháp pháp sinh, thanh tịnh bền lâu trong diệu pháp, cùng chung ba cõi thấu chân tình. Ngày 4 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Sau cuộc vui sanh nhật do bạn đạo tổ chức, bé có cảm tưởng gì không? Đáp: Thưa, cuộc vui chung họp của đại gia đình vô vi đều có ý nghĩa tốt đẹp. Sau chuỗi ngày tu học đã mang lại sự hòa bình cho mọi người, tạo thành một hòa khí sống động, thực hiện tình thương và đạo đức. Khí giới này sẽ lưu niệm trong chân tâm của mọi người. Buổi hội họp kết thúc, mọi người ra về nhưng tâm lúc nào cũng không xa đạo pháp. Kệ: Vui hành chân pháp tự phân qua, trí đạo phân minh tự tiến hòa. Ý đẹp tâm lành thanh đạt đạo, tình thương đạo đức sống chan hòa. Ngày 5 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Nhân sanh động loạn, làm sao ổn định được? Đáp: Thưa, nhân sanh động loạn là tại vì muốn bình an mà không thực hành bình an, thì làm sao có bình an được? Hỏi: Muốn thực hành bình an thì phải làm sao? Đáp: Thưa, phải tu đúng pháp thì tâm thân bình an, thì thế sự sẽ được bình an. Hồn vía bất minh thì làm sao biết được đường tiến hóa mà ổn định tâm thân? Hướng ngoại không sao tiến bước được, tạo khổ thì sẽ sống trong khổ ải trầm luân không có lối thoát. Có tiền, có bạc nhưng không có sự bình an, cũng như người nghèo bơ vơ chẳng biết được tương lai sẽ về đâu. Kệ: Tinh tấn tu tâm tự tiến thầm, giải mê phá chấp ý trầm ngâm. Thực hành chân pháp tùy duyên thức, hạnh niệm quan hành lý diệu thâm. Ngày 6 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Tại sao bé lại thích trị bệnh cho người có tâm đức tốt? Đáp: Thưa, người có tâm đức tốt là người có căn cơ tu học ở tiền kiếp. Kiếp này có duyên với thiện nhân, cho nên thiện nhân tận tình phục vụ họ, để kết duyên hướng về bác ái từ bi. Kệ: Cứu người có lúc có khi chuyển, tâm thức an vui chẳng có phiền. Hạnh tu cứu độ người trí giác, bình minh sáng tỏ chẳng lo phiền. Ngày 7 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Mọi người hướng tâm về bé ở kỳ đại hội này, bé nghĩ sao? Đáp: Thưa, mọi người tu thiền vô vi, hướng tâm về bé, bé rất khỏe mạnh, bé thực hiện thành tâm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, cộng với thiện ý của tất cả bạn đạo, làm việc chung vui rất nhẹ nhàng. Kệ: Thành tâm thực hiện chuyển từ quan, thượng trí khai minh tiếng rõ ràng, cầu nguyện hòa bình minh lý đạo, từ bi tận độ chẳng bàn hoàng. Ngày 8 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Những người tiền bạc đầy đủ, buôn bán lớn giàu có, lại sợ chết là sao?
Đáp: Thưa những người giàu có về vật chất nhưng không được luật nhân quả thì lúc nào cũng ham sống sợ chết, vì chỉ biết có một mặt, còn một mặt trường sinh bất tử lại quên đi. Ngược lại, người tu thiền đứng đắn thì có cơ hội thông cảm hai mặt, thì sẽ không bận rộn về sanh tử luân hồi. Lúc nào tâm trạng cũng quân bình, cuộc sống an vui, thấy rõ tiền không làm được điều cần thiết của tâm linh, nhưng cảm thức được ý lực tu học, sửa tiến thì mới có cơ hội hòa đồng ba cõi thiên địa nhân. Trí óc minh mẫn, dứt khoát không tiếp tục mê loạn, nội khoa tâm lý sẽ được tốt đẹp hơn. Khôi phục được nội khoa tâm lý thì mới thực tâm, thực lòng phát triển tâm linh. Dốc lòng tinh tấn tham thiền nhập định thì tương lai mới có cơ hội về trời an hưởng nguyên thủy tâm linh. Kệ: Thức giác trì tâm tự sửa mình, khai thông giải mở hướng tâm linh. Cảnh đời tạm bợ xoay xoay chuyển, khó khổ trùng tu pháp pháp minh. Ngày 9 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Bé sửa soạn rời Hồng Kông đi Úc, lo cho mọi người được thanh nhẹ, tại sao? Đáp: Thưa, suốt đời của bé luôn luôn cống hiến cho quần chúng những gì bé có thể đạt được. Bé không muốn giấu giếm bất cứ một việc gì bé đã biết được, vì bé cảm thấy mọi người đều có khả năng liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Khối óc phát triển vô cùng, chỉ có thực hành sẽ đạt đến vô cùng khai triển. Người tu thiền cảm thức rõ rệt Phật Pháp vô biên, chỉ có thực hành là sẽ có. Tin nơi khả năng của chính mình phát triển còn hơn tin trời Phật mà không hành. Kệ: Ý tâm khai triển tự mình minh, cảm thức trần gian một lộ trình. Chánh pháp trợ hành ta dũng tiến, quy y tam bảo thấu thiên đình. Ngày 10 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Bé đã bình an đến Úc, bé lại tái ngộ một số bạn đạo yêu quý của bé, bé nghĩ sao về họ? Đáp: Thưa, bé rất vui khi gặp họ. Họ đã tự động tổ chức những buổi thiền chung để thực tập công phu, hướng thượng, để tự giải tỏa mọi sự phiền muộn sái quấy trong nội tâm, thanh lọc qua từ quan của bé. Kệ: Thanh tịnh chung vui sống ở yên, bình tâm học hỏi chẳng gieo phiền, trí sáng tâm minh quy một mối, thành tâm thực hiện tự tâm hiền. Ngày 11 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Cuộc chung thiền bé thấy có hữu ích không? Đáp: Thưa, bé thấy rất hữu ích. Nhiều người được may mắn lộ bệnh kinh niên, bé có duyên giúp đỡ họ khỏi bệnh, bé rất mừng có trời Phật. Có kinh nghiệm đóng góp, có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Hỏi: Bé làm việc 3 giờ sáng, bé có mệt không? Đáp: Thưa, mệt là tâm người so đo thì mới thấy mệt, chứ còn bé lúc nào cũng sẵn sàng dấn thân cứu người, bé lại cảm thấy vui. Kệ: Cứu người là chuyện an vui độ, tỉnh giấc thức hồn khai triển lộ, lục tự triền miên chuyển tiến đạo, khai thông trí tuệ niệm Nam Mô. Ngày 12 tháng 1 năm 1993. Hỏi:
Tại sao đêm nay bé không xuống phòng thiền? Đáp: Thưa, bé không cần chung thiền về tâm đời, nhưng bé thực hiện điện năng tâm đạo hướng về bạn đạo. Những bạn đạo thanh nhẹ có thể nhận được sự hiện diện của bé trong lúc chung thiền. Sự cảm thức khác hẳn với sự hiện diện của thể xác. Cốt yếu người tu thiền giải thoát thì phải có sự cảm nhận thanh nhẹ thiêng liêng thay vì vật thể. Cõi vô vi là cõi thanh nhẹ liên hệ tức khắc trong thanh nhẹ. Kệ: Hướng tâm tức khắc đạt chân hồn, nguyên lý an vui tự chuyển tồn, không sắc sắc không tùy thức tiến, khai hội cùng vui điển với hồn. Ngày 13 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Bé cấm khẩu có lợi gì không? Đáp: Thưa, bé cấm khẩu có ích cho tim và ngũ tạng được an nghỉ, tâm điển được khai triển thanh nhẹ hơn, dễ tiến hóa ở lãnh vực điển quan. Thiên đàng không có đất cát nặng như thế gian, nhưng có điển rút chơn tâm tiến hóa. Trí ý thanh nhẹ thì tức khắc được đến đó học hỏi thêm và thanh tịnh nhiều hơn, không còn sợ sệt như lúc đang còn bám trong xác phàm. Kệ: Hồn xa điển pháp phân phân giải, trí ý phân minh chuyển tiến hoài, không có có không đồng thức giác, trong thanh có tịnh chẳng lầm sai. Ngày 14 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Những bạn đạo gặp bé đều bệnh là sao? Đáp: Thưa, những người gặp bé đều bệnh là thể xác không ổn định, không phù hợp với chấn động tự nhiên của vũ trụ, cho nên gây ra bệnh hoạn bất cứ lúc nào. Sự giao thông giữa lục phủ ngũ tạng không được điều hòa, tâm linh bị bế tắc, không sao thanh tịnh được. Hỏi: Muốn ổn định thì phải làm sao? Đáp: Thưa, phải tu thiền thì lần lượt sẽ khám phá bệnh trạng của chính mình, ăn năn sửa tiến thì mới bớt được nghiệp tâm, tự quán thông cơ tạng phù hợp với cả càn khôn vũ trụ. Xác thân rất quý giá, không nên hành động bừa bãi mà đành phá hoại cơ cấu tự nhiên và hồn nhiên của trời đất cấu thành cảnh điển vật huyền vi tự thức. Kệ: Khai thông điển giới tiến tâm truy, thanh tịnh càn khôn sắc lý vi, thân cảnh tràn đầy duyên tự thức, vô sanh thanh tịnh rõ huyền vi. Ngày 15 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Huyền vi là gì? Đáp: Thưa, huyền vi là nhỏ nhất mà người đời không thấy. Sự thấy nó thấy cái thấy, tức hiểu biết được những chuyện thế gian không có thể biết được, như cảnh tiên nhà Phật. Chỉ có người tu thực hành bất chấp gian lao khổ cực đói rách thì mới có cơ hội cảm thông. Kệ: Tu hành một dạ một lòng tiến, chẳng có lo âu chẳng có phiền, thanh nhẹ về trời trong nháy mắt, càn khôn quy một sống an yên. Ngày 16 tháng 1 năm 1993. Hỏi: Mọi người quý yêu của bé quy về đây thăm sức khỏe và lời khuyên giải của bé, bé nghĩ sao về họ? Đáp: Thưa, họ có sẵn một tâm hồn cầu tiến, cho nên họ mới có cơ hội hội tụ tâm linh,
minh cảm, tự tu tự tiến, duyên lành tự đạt, cảm thông nguyên ý của trời đất, nung nấu một tình thương vô bờ bến, ước ao muốn gặp Phật và Thượng Đế trong chiều hướng tâm linh, chơn hồn phát triển không còn nghịch cảnh nữa, tức là có cơ hội giải nghiệp tâm, về đây nhận lãnh chơn pháp chơn lời để sớm thức tâm. Kệ: giải mở sân si chẳng giận hờn, quy nguyên trời độ trí mang ơn, thành tâm học đạo không giờ dứt, tiến hóa thanh cao điển pháp hồn. Ngày 17 tháng 1 năm 1993. Hỏi: hôm nay có cuộc giảng cho cộng đồng người Việt Nam, bé sẽ bàn bạc về việc gì? Đáp: thưa, tùy duyên mà bé khai khẩu, nói chuyện thích hợp cho mọi nhu cầu cần thiết cho cuộc sống, sức khỏe và tâm linh. Cuộc đời còn lại của bé, bé chỉ cống hiến những gì bé đã hành được và đạt được cho mọi người noi gương thực hành, chứ bé không hứa và khơi dậy lòng tham của mọi người. Nhưng bé chỉ nhắc lại thực chất của phần hồn vô sanh và bất diệt, để cho mọi người am tường cuộc sống trong lẽ sống. Kệ: quy nguyên một mối tự tiến tòng, hồn vía khai minh sống thông dong, đời đạo song hành tâm tự thức, có không không có chẳng cầu mong. Ngày 18 tháng 1 năm 1993. Hỏi: sau cuộc họp mặt với cộng đồng người Việt Nam, bé cảm thấy thế nào? Đáp: thưa, bé cảm nhận tình thương của mọi người vươn cao lên theo nhịp chấn động của tâm thức của mọi trình độ. Sau khi nhận những lời nhắn nhủ khiêu dậy khả năng tự thức của mọi người, đến lúc chia tay, ai ai cũng vui cả. Kệ: duyên lành tự thức, trí khai minh, cởi mở chung vui, rõ duyên tình. Ý đẹp duyên lành nay tự thức, bình tâm học hỏi lý thông tình. Ngày 19 tháng 1 năm 1993. Hỏi: xuất hồn chứng nghiệm ra sao? Đáp: thưa, xuất hồn là lúc tham thiền nhập định, tự thấy trước trán mé sáng, khớp xương bộ đầu, qua nhiều năm tháng thực hiện pháp soi hồn, khớp xương nới rộng, vẹt mây lướt gió, ý thức rõ hồn rời khỏi khối óc, đến nơi thanh nhẹ và trật tự, tùy theo sự hướng tâm của mỗi hành giả, cứu mình và ảnh hưởng luồng điển khác, cứ vậy mà tiến hóa. Bộ óc học hỏi không ngừng, không giờ rảnh rỗi để tạo sự ác ôn và tự phá hoại nữa. Kệ: người tu thanh tịnh, ý xuất ra, học hỏi triền miên trí triển hòa, trật tự minh hồn thâu gọn ngắn, xét phân phân xét lý chan hòa. Ngày 20 tháng 1 năm 1993. Hỏi: ở trên đời này có cái gì lạ không? Đáp: thưa, ở trên đời này chỉ có khối óc là lạ nhất. Mỗi ngày mỗi phát triển tùy theo nhu cầu của cá nhân, hoàn cảnh càng khó khăn lại càng phát triển nhiều hơn. Hết chỗ hướng tâm về vật chất lại tự hướng tâm về trời Phật. Quá khổ lại thích tu hơn là cạnh tranh, tạo ra cơ hội tự nhịn nhục, tìm tàng chân lý. Kệ: hướng lên là cõi vô cùng tận, trí óc khai thông tự góp phần. Sự thật
minh tâm là cốt yếu, thành tâm học hỏi tự mình phân. Ngày 21 tháng 1 năm 1993, hỏi: thường tình đen bạc là gì? Đáp: thưa thường tình đen bạc là sự giao giữa trời và đất, là đương nhiên như vậy, là như vậy, không có gì thay đổi cả. Đen bạc là trược với thanh, biến thể của nó là tranh chấp, tạo khổ cho nhau, nhiên hậu mới có cơ hội tiến hóa về tâm linh. Kệ: thế gian chuyển động cuộc hành trình, động loạn muôn chiều trí cảm minh, ân độ thực hành trong thức giác, có không không có cũng do mình. Ngày 22 tháng 1 năm 1993, hỏi: hôm nay ngày mồng 1 tháng Giêng năm Quý Dậu, bé có đi đâu không? Đáp: thưa hôm nay là ngày đầu năm âm lịch của năm Quý Dậu, bé chỉ có tham thiền nhập định nhiều giờ, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúc phúc các bạn an vui. Người tu không còn bày chuyện động loạn nữa, chỉ biết tu và hướng thượng mà thôi. Cuộc sống tạm bợ này chỉ có khổ thêm, nhiên hậu mới sớm thức tâm tu học cho phần hồn được sớm tiến hóa. Kệ: tu tâm dưỡng tánh học chữ hòa, vũ trụ càng khôn chẳng cách xa. Nhắm mắt tham thiền tâm thức giác, vui hành tâm đạo tự mình qua. Ngày 23 tháng 1 năm 1993, hỏi: cuối năm tục lệ bé phải dự đêm giao thừa, rước ông bà cha mẹ đã quá cố. Bé nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của bé? Đáp: thưa bé vẫn nhớ lại những dĩ vãng, anh chị em trong gia đình đều nhộn nhịp trang trí bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị đón xuân. Tin tưởng điều lành sẽ đến trọn năm, gia đình hòa hợp, an vui. Thật là một tập tục tốt đẹp của nhân sinh, sống trong niềm tin tâm linh, người người an vui, trăm hoa đua nở, trưng bày bông mai vàng đẹp. Kệ: người người hoan hỷ đón mừng xuân, ướm nở hoa mai gieo tạo niềm, xuân về cao đẹp người người thích, gia đình vui hợp tạo niềm tin. Ngày 24 tháng 1 năm 1993, hỏi: Phật thuyết chúng sanh tham, tham ở chỗ nào? Đáp: thưa chúng sanh tham sống sợ chết, rất khó siêu sinh sau khi chết. Còn tình đời thì tham danh vọng, tự đưa mình tới chỗ động loạn than khổ vậy thôi. Thậm chí người tu cũng tham mau đắc đạo, quên đi sự trật tự từ đời lẫn đạo thì sẽ đắc đạo. Kệ: mưu sinh loạn động khổ muôn bề, giam hãm tâm linh sống mãi mê. Tâm đạo không hành tâm bận rộn, thức tâm khai ngộ chẳng còn mê. Ngày 25 tháng 1 năm 1993, hỏi: làm sao hướng thẳng về Đức Phật được? Đáp: thưa phải thành tâm, buông bỏ tất cả sự động loạn của nội tâm, thực hành tham thiền nhập định, liên tục triền miên như vậy, toàn thức, toàn nhẹ, tạo một kỳ công thực hành thanh tịnh, tức là trên đường đi về xứ Phật. Niệm Phật và nhớ Phật để luyện tâm vững bền, không có một mảy may nghi ngờ, nhiên hậu mới có cơ hội hướng thẳng về Đức Phật,
Nói thì rất khó, nhưng chịu liên tục tự hành thì kết quả không có khó khăn. Tuồng hát nào cũng cam go ở đoạn giữa cả. Phải nhịn nhục, kiên nhẫn, xem đoạn cuối thì mới thấy kết quả rõ ràng. Kệ, tu tâm chẳng có bàn hoàng động, thế sự đa đoan cũng về không. Tu giải ước mơ càng chuyển tịnh, thực hành đúng pháp, hưởng vô song. Ngày 26 tháng 1 năm 1993. Hỏi, sự khác biệt giữa Phật và Chúa ra sao? Đáp, thưa, sự khác biệt giữa Phật và Chúa luôn luôn khác biệt hơn loài người là tịnh và động. Nếu muốn biết sự khác biệt giữa Phật và Chúa thì phải tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội minh xét được giá trị của hai bên. Kệ, tiến thăng phải tự phân nền, căn bản vô sanh tự bỏ quên. Muốn biết, muốn tu phải tạo nền, trì tâm thanh luyện chẳng giờ quên. Ngày 27 tháng 1 năm 1993. Hỏi, hôm qua bé không ngủ được trọn đêm, bé có mệt không? Đáp, thưa, bé vẫn khỏe, cơ thể vừa thanh lọc xong, bắt đầu hấp thụ, không dám ăn nhiều, phải giữ đúng luật sau khi thanh lọc, từ từ sẽ khôi phục lại tốt hơn xưa. Nếu sợ chết ăn bậy là sẽ nguy hại ở về sau. Bé chỉ nằm nghe sự vận hành của cơ thể, đến lúc bình phục tốt, ăn uống theo sự quy định của phương pháp thanh lọc. Kệ, mặt tươi thanh nhẹ chẳng lo buồn, thức giác bình tâm, ý vẫn suông, cơ thể tràn đầy thanh khí điển, tâm tư an lạc hướng về nguồn. Ngày 28 tháng 1 năm 1993, hỏi, bé bị trật thần kinh xương sống, tại sao? Đáp, thưa, tại vì nằm giường mềm và ngồi ghế salon mềm bị trật khớp xương và động sưng thần kinh lưng, cho nên nó ảnh hưởng cả hệ thống không đi được. Bé được may mắn gặp được một vị y sư thích hợp, chỉ có một lần mằn gân mà được khôi phục, cũng là dịp may cho bé, mọi việc đều được êm xuôi. Kệ, mọi điều cũng gặp dịp may độ, tiến triển chân hồn giữ nam mô, tu học hành trình không gạt bỏ, trì tâm tu luyện thức nam mô. Ngày 29 tháng 1 năm 1993, hỏi, bé mất ngủ, bé có mệt không? Đáp, thưa, bé vẫn khỏe và ăn uống được, cũng nhờ vừa thanh lọc xong, ngũ tạng khỏe mạnh. Vì sự uể oải của thần kinh liên hệ, huyết áp lên xuống bất thường, cũng phải đợi thời gian khôi phục thì bé sẽ có giấc ngủ như xưa. Kệ, bệnh là kiếp nạn từ xa xưa, ý thức tiền căn trí mới vừa, chấp nhận trì tâm nạn vẫn qua, thức tâm học hỏi chẳng dây dưa. Ngày 30 tháng 1 năm 1993, hỏi, bé còn ê ẩm nhiều không? Đáp, thưa, xác bé càng ê ẩm, bé càng thấy rõ luật nhân quả và chân lý hơn. Bé cảm thức rất nhiều nguyên lý dở hay của tâm trạng của một người. Chưa có cơ hội cảm thông lấy chính họ thì phải vượt qua nhiều thử thách mới thức tâm. Hồn làm chủ cái xác,
tức là tiểu thiên địa. Nếu không có bệnh hoạn thì làm sao có cơ hội thức tâm? Tâm làm, thân chịu là vậy, không đổ thừa cho cái bị bệnh mà đành quên hành động của cái tâm. Nếu quên tâm thì không có cơ hội ăn năn và tiến hóa về cõi thanh nhẹ của trời Phật được. Kệ: tâm minh hòa hợp thức hành trình, điển giới phân minh chuyển tiến khuynh, trí tuệ khai minh hòa các giới, lòng không kích động lại càng minh. Ngày 31 tháng 1 năm 1993. Hỏi: lần lần bé đã được ổn định chưa? Đáp: thưa, sự kích động và phản động của khối thần kinh liên hệ bắt đầu trở về với trật tự của chính nó. Kệ: cảm thông chẳng có sự giằng co, ý thức bền lâu chẳng dặn dò, nhân quả thực hành tâm đạt thức, quán thông đời đạo chẳng còn lo. Chúng ta vừa cùng nhau đọc xong 34 câu hỏi, đáp và kệ của Đức Thầy trong mục Bé Tám. Mời quý bạn đạo đón xem phần kế tiếp trong video lần sau. Xin chân thành cảm ơn. Trong thương yêu hòa bình, về đây chung sống thương yêu hòa bình.